gió thổi bán hạ. Hé lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh được cha đẻ hứa bán hạ nhắm đến ngay từ đầu. Mới đây đạo diễn gió thổi bán hạ đã tiết lộ điều đặc biệt khi ông quyết định lựa chọn Triệu Lệ Dĩnh cho vai diễn hứa bán hạ. Bộ phim truyền hình gió thổi bán hạ tên cũ Dã Man Sinh Trưởng do Phó Đông Dục và Mao Vi đạo diễn. Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lý Quang Khiết đóng chính đang trở thành tâm điểm trên các diễn đàn phim ảnh. Phim này bối cảnh những năm 1990 với điểm khởi đầu là cải cách và mở cửa, chủ yếu kể về câu chuyện về nữ doanh nhân hứa bán hạ khi dấn thân vào ngành thép. Kể từ khi công chiếu vào ngày 27 tháng 11, chỉ trong hơn 2 tuần, bộ phim đã nhận được vô số lời khen ngợi. Điểm đa ba hiện tại cao tới 8.4, thu hút hơn 220.000 người đánh giá. Trong đó đánh giá từ 4 sao trở lên chiếm hơn 80%. Hầu hết những bình luận đều khen phim chất lượng, cốt truyện cô đọng, diễn viên diễn xuất tuyệt vời và xứng đáng trở thành siêu phẩm cuối năm 2022. Với tư cách là nữ chính, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý nhất trong bộ phim. Cô hóa thân thành một nữ chủ bá đạo, tạo hình già dặn nhưng toát lên khí chất người người. Dưới sự thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta thấy một hứa bán hạ chăm chỉ, dám nghĩ dám làm, quyết đoán, không chấp nhận thất bại. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đông đảo khán giả ghi nhận. Bản thân đạo diễn Phó Đông Dục đã nhận xét về Lệ Dĩnh trong một buổi phỏng vấn tốt, dù không trực tiếp khen ngợi cô. Ông cho biết sau khi đọc xong tiểu thuyết Dã Man Sinh Trưởng, người đầu tiên hiện lên trong đầu ông chính là Triệu Lệ Dĩnh, bởi cô ấy có nghị lực giống như hứa bán hạ, dám chiến đấu, dám đột phá, rất hoạt bát, có rất nhiều năng lượng trong thân hình nhỏ bé. Lệ Dĩnh rất hứa bán hạ. Đây không phải lần đầu tiên Phó Đông Dục hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó họ đã cùng làm việc trong bộ phim Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc. Họ có rất nhiều năng lượng và thấu hiểu nhau. Cả hai nhanh chóng có ý định hợp tác lần tiếp theo. Trên thực tế, so với hứa bán hạ được miêu tả trong tiểu thuyết, Triệu Lệ Dĩnh có ngoại hình không phù hợp, nhưng vẻ tự do thoải mái và phóng khoáng của cô hoàn toàn trùng khớp với tất cả những đặc điểm của nhân vật. Đánh giá về bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tương đối gầy, dù cô đã nỗ lực tăng cân trước khi phim bấm máy. Điều may mắn là Triệu Lệ Dĩnh có khí chất mạnh mẽ, đúng như những gì mà tác giả khắc họa hứa bán hạ. Dù thực lực và kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đã được khán giả công nhận, cô cũng đạt nhiều danh hiệu trong nghề, nhưng so với những vai diễn trước đây, hứa bán hạ vẫn có nhiều thách thức với Triệu Lệ Dĩnh. Bối cảnh phim tập trung vào những năm 1990 và Triệu Lệ Dĩnh không đích thân trải qua thời đại đó. Cô không biết nhiều về các nhân vật lúc bấy giờ, chứ đừng nói đến một doanh nhân. Diễn viên phải thực sự lĩnh hội và thẩm thấu được thời đại thì mới cho ra một vai diễn tốt. Đạo diễn Phó Đông Dục chọn Triệu Lệ Dĩnh cho vai hứa bán hạ bởi ông cảm thấy cô có mức độ phù hợp cao với vai diễn. Ông tin rằng sức mạnh, độ nổi tiếng của cô sẽ giúp bộ phim được chú ý. Và giờ đây lựa chọn của Phó Đông Dục hoàn toàn đúng đắn. Là một trong những đại diện nổi bật của lứa tiểu hoa 80 năm, Triệu Lệ Dĩnh đang nỗ lực chuyển mình trên màn ảnh trong những năm gần đây. Gió thời bán hạ là tác phẩm lấy chủ đề hiện thực thứ hai của cô sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đây cũng là bước đột phá không nhỏ trong phong cách và trang phục của nữ diễn viên. Trong phim hứa bán hạ vừa thông minh vừa bướng bỉnh lại dũng cảm không chịu từ bỏ, cô cùng một số doanh nhân khát khao tạo nên kỳ tích và huyền thoại. Để thu tiền, thuê bữa chứa, thu mua phế liệu, Triệu Lệ Dĩnh đã đối phó với đủ loại người, đủ loại tình huống khẩn cấp khác nhau bằng quyết tâm và niềm tin kiên cường. Sau vai diễn hứa bán hạ, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích lũy được kinh nghiệm, hiểu biết nhất định cho bản thân. Trên thực tế, cô cũng vừa thành lập phòng làm việc riêng của mình, tự làm chủ cho các dự án cần cạnh tranh. Trang Quy Quy đánh giá vai diễn hứa bán hạ của Lệ Dĩnh lần này rất thành công, khí chất và trạng thái tổng thể đều rất tốt. Sự tiến bộ của Tiểu Triệu có thể nhìn thấy bằng mắt thường bởi ở hứa bán hạ, người ta không còn thấy dấu vết của Hạnh Phúc từng gây ấn tượng mạnh trước đó nữa. Vậy bạn có nhận xét gì về vai diễn hứa bán hạ của Triệu Lệ Dĩnh? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!